Hi everyone, xin chào các bố mẹ và con. Hôm nay cô Loan làm cái video này để chia sẻ thêm một số thông tin về khóa hè sắp tới. Khóa hè sắp tới cô Loan sẽ tổ chức từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Các bạn sẽ học tiếng Anh liên tục trong vòng 1 tháng. Các bạn ở Hà Nội sẽ học bán trú từ 8 rưỡi sáng đến 5 giờ chiều và nghỉ chủ nhật ạ. Mỗi tuần các bạn sẽ được đi ra ngoài dã ngoại tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội như là Bảo tàng Dân tộc Học hay là đi đến bờ hồ để bắt chuyện làm quen với người nước ngoài. Các bạn sẽ được học tiếng Anh liên tục trong vòng 1 tháng. Vì vậy nên là đây là một cái dịp rất là tốt cho các bạn có thể cải thiện được khả năng tiếng Anh của mình. Và sau khóa học 1 tháng thì các bạn sẽ tiếp tục học online với cô Loan trên Zoom ạ. Thì chúng ta sẽ sau 1 tháng thì mình sẽ gặp nhau trên Zoom. Thì cô Loan nghĩ rằng là đây là một cái thời gian rất là tuyệt vời cho con để có thể cải thiện củng cố kỹ năng tiếng Anh của mình. Vậy đây là bố mẹ nào mà đăng ký thì sẽ đăng ký giúp cô Loan vào trước ngày mùng 5 tháng 6 á, để cô Loan sẽ có thể chuẩn bị được tốt nhất cho các bạn. Ok, thank you. Cảm ơn các bố mẹ và con và xin chào và hẹn gặp lại. Bye.